Tại sao một số người rõ ràng rất nghèo nhưng lại rất kiên cường? Đầu tiên, đó là bởi vì họ không cảm thấy có lỗi với lương tâm không làm những việc khiến bản thân phải hổ thẹn. Họ có thể gặp vấn đề về kinh tế, nhưng về mặt đạo đức không hề có bất kỳ khuyết điểm nào. Vì vậy, không có bất kỳ rắc rối về mặt đạo đức, họ tự nhiên có thể giữ vững thái độ kiên cường. Thứ hai, đó là bởi vì họ hiểu rằng tiền chỉ là vật ngoài thân, không thể mang theo khi sinh ra và không thể mang đi khi qua đời. Họ nhận ra rằng, dù cho tài sản nhiều hay ít, kết cục cuối cùng đều như nhau. Do đó, họ chọn có một tinh thần kiên cường không khuất phục vì thiếu thốn về tài chính. Thứ ba, mặc dù họ có thể rất nghèo, nhưng họ không lừa hay cướp bóc người khác. Họ duy trì cuộc sống bằng khả năng của chính mình, dựa vào sự cố gắng và ý chí để nuôi sống bản thân. Họ giữ vững nguyên tắc và phẩm giá của mình. Vì thế, họ cảm thấy hoàn toàn có lý do để giữ vững sự kiên cường. Tóm lại, những người có thể giữ vững thái độ kiên cường và mạnh mẽ là bởi vì họ không cảm thấy tội lỗi trong lòng. Họ hiểu rằng tiền bạc không phải là thứ quan trọng nhất và họ dựa vào sự chân thật và tự lực cánh sinh để vượt qua khó khăn. Do đó, họ có quyền giữ vững sức mạnh và lập trường của mình.